Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc liên quan đến quy chế phối hợp công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Quy chế phối hợp về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 được xây dựng trên căn cứ của luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Quy chế gồm 5 chương với 32 điều, quy định cụ thể trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, đơn vị trong phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri. Quy chế lần này có những điểm mới liên quan đến việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, kết hợp với hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với nhân dân. Hội nghị cũng đã góp ý một số nội dung liên quan đến việc trả lời kiến nghị của cử tri, phong phú đa dạng hơn đối tượng tiếp xúc cử tri, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong tiếp xúc cử tri, đổi mới buổi tiếp xúc Hội đồng Nhân dân với cử tri. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh ký kết quy chế phối hợp tiếp xúc cử tri.